Kiến Búc Cung, khi mà mình muốn vào sâu bên trong cung thì mình phải mua vé. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái khu miễn phí ở bên cạnh Kiến Búc Cung, và cái khu này là khu miễn phí, được chụp ảnh và check in miễn phí. Bên cạnh Kiến Búc Cung thì có rất là nhiều cái quán ăn ngon. Nó là làng cổ, nó có những cái nhà xây theo cái phong cách ngày xưa để chúng ta có thể mặc hanbok, chụp ảnh và check in. Cái khu này là cái lối đi vào của một cái dãy triển lãm những cái nhà mà nó mang cái phong cách cổ ngày xưa, để mọi người có thể mặc những cái bộ quần áo trang phục của thời ngày xưa chụp ảnh. Và trong này nó cũng sẽ có quần áo ngày xưa cho mình thay luôn. Thế nên mà ai muốn chụp ảnh ở đây thì không nhất thiết là phải mang quần áo đi, tại vì ở đây họ đã chuẩn bị quần áo cho mình rồi. Mình có thể lấy quần áo đó mình mặc và mình có thể chụp những cái thước phim với những cái khung cảnh của ngày xưa rất là đẹp. Ví dụ như ở đây có một cái cửa hàng bán đồ tạp hóa, cửa hàng bán đồ truyện tranh. Ngày xưa khi mà internet chưa phát triển thì truyện tranh là một cái gì đó không thể thiếu được trong tuổi thơ. Và nó còn có một số cái cửa hàng, ví dụ như là cửa hàng cắt tóc này, rạp chiếu phim này, và có những cái món đồ cổ từ ngày xưa mà tất cả những cái này đều được mô phỏng hết. Khi mà vào đây thì chúng ta có thể xem được những cái món đồ ngày xưa và có thể chụp ảnh được với những cái đồ này, gọi là một chút hoài niệm về quá khứ. Không biết mọi người thế nào chứ mình rất thích là kiểu xem những cái đồ cũ cũ này, nhìn nó có một cái cảm giác gì rất là hay luôn, giống như kiểu là mình gợi lại cái ký ức từ ngày xưa á. Họ đã sưu tầm và họ để đây cho mình xem, mình có thể xem. Và có một cái chỗ để mình có thể chụp ảnh, và nó cũng hoàn toàn là miễn phí luôn. Đằng trước này sẽ có cái máy chơi game này, và cái máy này là cũng là miễn phí, mọi người có thể check in ở đây. Còn mấy cái đồ chơi ngày xưa này thì mình không được vào, tại vì họ ngăn vào rồi, họ không cho mình vào. Có chỗ thì mình được vào, còn có chỗ thì mình không được vào. Đây là cái quán cắt tóc. Đây là cái tiệm người ta xay các cái loại như kiểu là dầu, dầu mè. Ở Hàn Quốc thì họ thường là rất thích ăn dầu mè. Dầu mè thì thường sẽ sử dụng trong một vài cái món, như là khi người ta luộc rau lên ấy, hoặc là món kim bắp thì người ta cũng sử dụng dầu mè rất là nhiều. Đây là cái hạt mè này, dầu mè này bên trên nè. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái cửa hàng nó chuyên về may mặc. Mình có thể vào đây để mình lấy một vài cái bộ để mình mặc, để mình chụp ảnh. Trong này là những cái bộ quần áo từ ngày xưa rồi, thì nó mang cái phong cách từ những cái thập niên về trước, từ cái thời mà ông bà bố mẹ mình. Thì những cái phong cách này nó rất là hay khi mà mình mặc lên ấy. Cũng nhiều người người ta thích cái phong cách đồ cổ ấy, thì mình có thể mặc lên mình chụp ảnh check in rất là đẹp và dễ thương luôn. Nhưng mà bạn nào muốn chụp ảnh thì không cần phải mang theo đồ, mà cứ cầm cái đồ này mặc rồi chụp ảnh. Người ta sẽ có những cái thước phim là cực kỳ đẹp. Nó sẽ có mũ này, phụ kiện này, quần áo này cho cả nam và nữ. Còn đây là phòng tắm xông hơi ngày xưa ở Hàn Quốc. Chúng ta thấy rằng người Hàn Quốc họ rất thích tắm xông hơi, từ những cái thập niên về trước thì họ cũng đã rất thích tắm xông hơi rồi. Đây là cái phòng vệ sinh. Ngày xưa thì chứng tỏ Hàn Quốc cũng rất là nghèo. Đây là những cái trang phục mà người đàn ông, người cha khi mà đi lao động họ sử dụng những cái trang phục này. Đó, 일하는 아버지, working father. Có những cái trang phục từ ngày xưa thì mình có thể xem những cái trang phục này. Và đây có một cái phòng tâm sự giữa bố và con cái, người ta sẽ phỏng vấn người bố cũng như là người con. Sau khi mà nghe phỏng vấn xong, xem những cái thước phim rất là cảm động. I love you, Dad. Thanks for taking me around the world. Và mình sẽ viết mỗi người bức thư để gửi tặng đến bố, như là một cái lời cảm ơn sâu sắc của một người con dành cho bố. Thông qua cái thước phim này, ta có thể thấy được là người Hàn Quốc họ là một cái văn hóa nho giáo và rất là coi trọng gia đình. Em nói cách khác là gia trưởng đấy, nhưng mà họ lại rất là bao bọc che chở cho gia đình. Mình đã nói rất nhiều lần ở trong những cái thước phim trước rồi, đó là người Hàn Quốc họ có một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Đương nhiên là sẽ không thể khẳng định là 100 người được, nhưng mà mình đang nói về con số đa số. Người đàn ông Hàn Quốc thì họ rất có trách nhiệm với gia đình. Cái này là mình thấy là phần phần đa đó. Phần đa ở bên này thì sẽ có 4 mùa. Họ có những cái thước phim này, họ có những cái mô hình này để tái diện lại cái khung cảnh ngày xưa ở Hàn Quốc như thế nào. 4 mùa xuân họa thu đông. Thế nhưng mà vì là nó quá dài, thế nên mà mình đã cắt bớt đi rồi. Mọi người có thể xem hết cái video này ở trên YouTube. Và mình đã phải cắt bớt vì là mình quay nó nhiều lắm, nó dài lắm. Thì chúng ta có thể thấy là
Bên Hàn Quốc nó cũng có những cái văn hóa làm nông như ở Việt Nam mình. Đó là trồng lúa này, có người gieo hạt nảy mầm lúa này, cũng có sử dụng trâu này, cũng dùng cuốc, cũng làm nông này. Vậy là cái văn hóa của nó cũng gần như là xem tới bên mình. Nó cũng có cây tre này, cây tre nó cũng rộn ràng, nó cũng có trời mưa. Đấy, người ta thể hiện qua những cái thước phim là có sự thay đổi, chuyển biến về thời tiết. Và cũng có trưng bày một cái vài cái món ăn ở bên Hàn Quốc. Cũng có đèn lồng, họ được ảnh hưởng cái nền văn hóa từ bên Trung Quốc sang. Thế nên mà cũng có cái văn hóa đèn lồng này, các cái món ăn và quần, đây là bộ quần áo khi mà đi trời mưa thì người ta mặc ngày xưa. Và đây là một cái bàn thờ khi mà đến những cái ngày giỗ thì con cháu chuẩn bị một cái mâm cỗ như thế nào, người ta tái hiện lại cho mình để mình có thể tưởng tượng, mình mường tượng được là cái văn hóa của họ. Mình có thể thấy những cái hoa quả trên này nó cắt cái phần đầu đi. Tại vì là ở Hàn Quốc ấy thì là người ta quan niệm là người chết phải cắt cái đầu đi thì người ta mới ăn được. Bên Hàn Quốc thì sẽ thay con mèo bằng con thỏ, và cũng có 12 con giáp như ở Việt Nam.